đây mà còn ngồi đây coi phim hoạt hình hả? Đi vô. Colin Jones chạy qua, đưa qua, đá qua, đá quá, chuyển qua cho ta chạy, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Trời ơi, thằng chân ngắn muốn chạy không lại ai hết trơn rồi à, vậy cũng đi đá banh nữa. Qua, qua, vô, vô. Nhanh lên. Trời, 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 còn kéo quần ta nữa chứ, anh Giang. Trời ơi, anh Giang thấy sợ luôn. Trời ơi, kéo quần ta. Trời ơi, chứ được rồi, được rồi. Trời ơi, trời ơi. Tội quá ha. Máu trắng á. Máu trắng cũng đi rồi ha. Tội ghê. Quốc Bắc Di Sung, anh đã chuyền bóng rất thông minh để quá luôn hay quá. Trong tư thế thoải mái. Hay dễ sợ luôn. Ghi bàn. Đá bàn. Thắng thứ hai cho cầu thủ Manchester United. Hàn Quốc. Đá bàn. Hàn Quốc. Đá bàn. Hàn Quốc. Đá bàn. Đá bàn. Ừ, đá bàn. Hàn Quốc. Đá bánh. Đá bánh. Con co quạt quả. Trời ơi, quá trời vui luôn. Con chuột chạy quá lẹ luôn. Con mèo chạy trong ghi. Trời ơi, mặt má y con mèo. Mặt má y như con chuột. Cái mặt mày y như khúc gỗ rồi đó. Trời ơi. Con đang coi phim hoạt hình mà. Giờ này là giờ ngủ. Đi vô. Đi vô mày. Bà với má, hai người á, mặt người nào nấy hả, ác đều quá luôn á. Đó, đó nói ông á. Nó nói bà đó. Không biết dạy con gì hết trơn à. Tối ngày cứ coi phim Hàn Quốc, phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc hay. Hay cái gì? Tôi thấy tập nào, phim nào cũng ung thư, cũng máu trắng. Có nhiều đó làm hoài. Chứ đá banh có gì đâu mà hay. Sao hay? Trời, tự nhiên hai mấy thằng giành nhau có một cái banh chạy loạn xạ hết trơn á, đưa cho mỗi thằng trái khỏi là giành ai hết trơn, có gì đâu mà hay. Trời ơi, nó có gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Cướp hả con? Gì vậy? Cướp hả? Gì vậy? Con gián. Ba má ăn cơm xong không chịu rửa chén vì con gián nó bu dưới sông chén thì ghê quá. Trời. Làm hết hồn à. Bội à. Con gián thôi mà mày làm gì ghê vậy Tuấn? Con sợ con gián lắm, ba xuống bắt con gián giùm con đi. Đi vô bắt. Ôi, con sợ con gián lắm. Mày nghĩ sao mày to đùng lực lưỡng, mày bự con vậy mà mày sợ con gián mày? Hả? Con sợ lắm. Thằng này nó không có giống tôi chút nào hết trơn rồi. Con gián có chút xíu gì, làm gì mày sợ? Tao còn không sợ mà mày sợ. Nói chứ con cọp thì mình sợ. Con sói mình sợ. Nói con cọp mặt màu xanh không? Mày thấy vậy? Cái sao con có được sợ vậy nghe chưa? Cho con ngồi chút con. Cái gì? Dán bà nội. Bự bự không à. Trời ơi. Con gián thôi, đàn ông con trai thấy nó bò lấy chân đạp cái tẹp là nó chết rồi, có gì đâu. Bội gì. Con gián chút xíu mà cũng sợ à. Cái nhà này đàn ông con trai cũng như không à. Gì vậy? Phải chi con cọp hay là con xấu gì thì mình sợ. Con gián mà sợ cái gì? Con sói đâu. Nè. Đây. Nhà này không có tôi là không có làm được gì. Con gián chút xíu. Lê cho cả xóm là biết sợ rồi. Đàn ông gì mà nhát cấy vậy? Để đó cho tôi. Dán một chùm luôn à. Tôi tưởng một con cái sợ dán. Ba má ăn cơm sao không chịu rửa chén để con dán nó bu á. Bây giờ hả, con dán là nhiều vi trùng ở trong nó sẽ gây các mầm bệnh cho ta đó. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa, ăn cơm không chịu rửa chén. Đàn bà con gái ăn cơm xong rồi rửa chén, ngày nào cũng vậy đó. Ngâm cho một nồi,
chồng 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 lên như cái núi vậy đó. Vợ em hôi rình không rửa. Ý à? Ý à? Giờ nam nữ bình quyền, ăn xong ông cũng có thể rửa được vậy? Giờ vừa mới ăn cơm xong là chiếu phim Hàn Quốc, giờ đâu mà tôi rửa chén? Bà nghĩ sao vậy hả? Tôi rửa chén là ai coi đá banh hả? Nhiệm vụ rửa chén là phải bà rửa chứ. Nam nữ bình đẳng, ông rửa, bà rửa, ông rửa. Nhìn gì? Ta ra cái lộn nhìn gì? Mày tránh đó coi. Tránh đây coi. Ta cái lộn mà cứ đứng đó nhìn nè. Ông bà rửa. Ông rửa. Tôi nói bà rửa. Với kìa con. Với gì vậy? Này của con mà. Viết gì? Viết cái gì? Hả? Viết cái gì? Viết cái gì nói cho ba nghe coi. Đưa đây coi. Cái gì? Cái gì vậy? Bài tập làm văn của con. Chà. Hả? Bài tập làm văn hả? Dạ. Con đang tập làm văn. Trời ơi, mẹ, vậy mẹ. Nãy giờ con nói sớm cho ba. Sao ba con chưa nói cho mẹ nghe? Đây nè, làm tập làm văn phải không? Ừ. Con phải nói cho mẹ để mới dạy cho con. Mẹ là trùm văn của trường xưa con. Đúng rồi đó con. Hồi xưa mà ba cua mẹ con hả? Có một lần vô tình đọc được bài tập làm văn của bà mà ba muốn chết luôn đó. Hay quá mà chết đó con. Vậy đề tài gì ba? Đề tài là buổi lao động của tập thể lớp em vào buổi sáng. Nè, sáng sớm chúng em tập trung ở sân trường. Thầy giáo chủ nhiệm thổi còi, chúng em xúm lại quét quần quật như trâu. Ủa vậy là nói vậy má là con trâu hả? Phải. Không biết chuyện mới vậy nè. Làm văn con phải tả thật, thấy không? Mẹ với lại các bạn rồi quét như vậy là mình tả, mình lấy cái con trâu lên mình làm cái hình tượng tả thật vậy đó, làm quần quật như con trâu. Hay không? Tả vậy mà nói là tả thật, quần quật như con trâu, bởi vì nó nói bà con trâu cũng đúng lắm á. Mình phải nói cái gì nhẹ nhàng chút xíu phải không con? Nó phải thanh tú chút xíu, làm quần quật như bò. Vậy là lớp em thầy học quét như con bò. Thịt bò nó mắc ăn thịt trâu nữa ba. Đúng rồi, bởi vậy vậy mới có giá trị cái bài văn của mình, đúng không con? Mày đừng có xạo với mày. Dạ, bà làm gì bà đánh nó mày? Bà làm gì bà đánh nó hả? Con trâu, con bò. Còn nữa chưa hết đâu con. Sau khi chúng em gom thành một đống rác, thầy chủ nhiệm cầm hột quẹt đốt đống rác, hương thơm ngào ngạt. Nổi điên rồi, rác mà hương thơm ngào ngạt. Ông không biết gì hết à? Biết sao? Hương thơm ngào ngạt đúng không con? Đúng rồi, ghét cái bay lên. Mà ghét đâu có thơm đâu. Ẩn dụ cái gì? Dùng văn con phải có ẩn dụ không? Ẩn dụ, không? Đúng rồi, ẩn dụ. Thay vì bay lên cái con cho ẩn dụ là cái mùi hương bay lên ngào ngạt đó. Thấy mày giỏi không con? Đúng rồi, rác mà hương ngào ngạt. Phải ghi là thầy giáo chủ nhiệm đốt đống rác mùi thú quắc. Đúng rồi, ghét thú quắc à. Mày xạo như mày. Đánh hoài à. Nhờ mày theo ai? Đúng không? Theo bọn. Ba đúng phải không con? Bây giờ con cứ đọc cái bài văn của con đi. Ba chỉnh, ba sửa cho ba đã. Trùm văn. Dạ, rồi con đọc nha. Đọc cái con. Tập làm văn. À. Tả cảnh sinh hoạt gia đình em vào buổi tối. Buổi tối khi mặt trời vừa tan sở về nhà, đàn gà về tổ. Hay quá, nó gen của tôi đó, nó gen của tôi đó. Là vừa lúc đó gia đình em cũng vừa về ổ. Gia đình này là cái ổ mày. Đúng rồi, nhà mình ăn cơm không ai rửa chén, tắm xong không ai giặt đồ hả, giờ như cái ổ vậy. Con nghĩ sao vậy? Tự nhiên nói nhà mình về cái ổ, rồi đọc cái bài văn rồi lên cả trường nói là mẹ không có đảm đang đó. Mẹ không có dọn dẹp cái nhà như cái ổ, nghe nó dơ giấy bẩn tiểu. Đúng. Đúng không? Đúng. Con phải ghi vô là cả nhà chúng ta tụ họp về chuồng. Về chuồng? Trời, không có về chuồng. Mà nghĩ sao vậy? Tự nhiên cái về chuồng à, làm như mình là gia cầm gia súc vậy. Nè, cúm H5N1 nghe chưa? Đúng rồi, gia đình chứ phải gia cầm đâu con. Mà tự nhiên vô tưởng ba con gà nó thoát cổ giặt lông hết đâu được. Không có được ghi vậy con. Con phải ghi vậy nè, là cả nhà chúng tôi tụ họp về động. Về động. Động. Vậy ba là chú quỷ hả? Chú quỷ gì mà chú quỷ? Ba là chúa đảo. Chúa đảo. Dạ. Chúa đảo. Thì em bỗng nghe thím tư kế bên nhà hỏi. Tí ơi, con ị xong chưa? Là gia đình em cũng vừa ăn xong bữa cơm chiều thân mật. Làm gì? Con có đề vậy. Thấy nè, là thằng Tí kế bên nhà chưa kịp ị xong là gia đình em đã ăn xong. Dạ. Không có viết vậy. Viết như vậy rồi người ta hiểu lầm rồi sao? Dạ. Hả? Ừ. Bỏ cái chỗ ị đi. Rồi. Ăn cơm xong. Bỏ ị. Rồi em, con bỏ rồi. Ăn cơm xong, em coi phim hoạt hình thì bị ba em đuổi vô để ba coi đá banh. Con viết vậy là cả
trường ta nói ba giành giật với con sao con? Con viết tự trên cho mẹ. Bỏ vậy xong ha, xong rồi gia đình con vừa ăn xong bữa cơm chiều thân mật. Đó con ghi vô cho mẹ, ghi cho mẹ. Không, đừng nghe lời mẹ con. Chiều thân mật. Chiều đâu có ăn mật đâu. Phải nói là ăn một bữa cơm thân cá. Dạ dạ. Ăn mật cá ba sa đúng không? Dạ, ăn cơm thân xong cá. Bữa cơm thân cá mở ngoặc ba sa đóng ngoặc. Bây giờ tao nói tiếp ở dưới cho mẹ nè. Dạ, ăn cơm xong em coi phim hoạt hình bị ba em đuổi để ba coi đá banh. Ba nói nãy rồi đó, đừng có ghi như vậy, người ta tưởng ba giành giật với con. Nhưng ba cũng bị mẹ đuổi để mẹ coi phim Hàn Quốc. Không ai chịu rửa chén để con dán nó bu dưới đống chén ghê quá. Sao mà con Duyên mày khai ra hết vậy? Trời ơi, nãy làm văn mà nó không biết ẩn dụ. Nghĩ sao mà gia đình mình sao mà bê lên đây hết, đọc ra còn gì nữa. Nè, con phải nói là ba con á là một người đàn ông tuyệt vời, còn mẹ con là một người phụ nữ trung bình khá. Dạ. Tao cấm mày nha, mày ghi cái tụi ba em hả? Mày phải ghi lại. Đây là mẹ em, đây lại, mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời, còn ba em là người đàn ông trung bình kém. Cái gì? Cái gì mà kém? Mẹ em là phụ nữ tuyệt vời. Đúng. Ba em là người đàn ông trung bình kém và yếu. Cái gì? Kém tao còn chấp nhận được nha. Mày nói yếu rồi, cô giáo cô tưởng là tao yếu kia là sao? Hả? Dạ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Mở, mở ngoặc, ba em không bị yếu cái kia. Trời ơi, mày ghi vô cái. Đúng rồi, con. Bây giờ, con ghi theo ai? Con ghi theo ba. Con ghi là ba con là một anh hùng. Anh hùng thành tra. Dạ. Đúng rồi. Không. Ba nói, ba là con ngựa thành tra. Ba không phải con ngựa, mày là con ngựa. Dạ. Ba là anh hùng. Ba nói em là con ngựa, còn ba là anh hùng. Mẹ là thành cho. Mẹ là thành cho. Rồi kết luận. Sao sao? Những đứa trẻ có một mái ấm gia đình giống như em sẽ có một tuổi thơ dữ dội. Bà thấy chưa? Bà thấy cái tác hại chưa? Cũng may là bữa nay nó đọc cho mình nghe nè. Chứ nếu nó đem vô trong trường, nó đọc cho lớp nó nghe, nó đọc cho cả trường nó nghe, tôi với bà dám đi vô họp phụ huynh không? Bà thấy chưa? Tối ngày cứ coi phim Hàn Quốc, không chịu lo lắng cho con. Đúng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ không coi phim Hàn Quốc nữa. Tôi sẽ là một người mẹ dịu dàng, đảm đang. Tôi sẽ chăm sóc cho con tôi. Chăm sóc chứ không phải trầm. Đánh lưỡi hơi quá đúng không? Ừ. Tôi sẽ chăm sóc cho con. Quá hơn cái này. Ừ. Bắt đầu tôi sẽ đi kiếm con của tôi. Ok. Tuấn ơi. Tuấn ơi. Con ơi, con thân yêu. Không có con ở đây. Có bao giờ nó nổi loạn không ông? Bỏ nó đi chơi game. Mà chơi bây giờ game. Đang có võ lâm truyền kỳ. Thế nào nó chơi xong nó sẽ đột quỵ, xong nó phải đi nhà thương cấp cứu. Trời ơi Tuấn ơi, Tuấn ơi Tuấn ơi, con. Ra biểu. Ra ba biểu. Tuấn. Cảm gì ạ? Cảm gì đó con? Này của con bộ. Cảm gì đó? Cô con. Cảm gì đó? Cảm gì đó con? Ơi con, để ba má đi theo sau lưng con. Kỳ quá con. Nó bự vậy tự nhiên hai mình đi theo sau lưng như hai đứa con đó vậy ha. Thôi thôi. Tức. Không có giỡn nữa nha. Cái gì vậy? Cái gì đây? Cô con mà. Mày hiểu coi cầm cái gì đó. Trời ơi, cái sổ liên lạc mà nó như cái nùi vẽ vậy đây nè. Trời đúng đất không? Ơi, sao vậy con? Cái này gì? Trời ơi, văn ba. Toán 4. Trời ơi. Văn 3. Toán 4. Trời ơi. Tuấn ơi, đi vô trọng lấy cái cây cho tao. Mấy cái này. Đến. Còn cãi nữa hả? Còn cãi nữa học hành vậy mà còn cãi nữa hả? Dặm dò dặm cẳng hả? Nó thấy không? Thấy chưa? Nó học văn 3 toán 4 thì làm sao nữa lớn hơn tôi được. Hả? Bà nói gì? Hết hồn. Hết hồn gì? Tao nghĩ sao ông không dạy con không để bây giờ vậy nè đó. Mang tí nó ngu si không thấy chưa? Văn ba toán 4 bây giờ dạy nè. Trời mày làm gì lâu vậy Tuấn? Làm gì sao lâu vậy? Tuấn. Trời ơi. Thấy chưa? Bà thấy không? Giục tôi trong mặt ông chứ thấy không gì nữa. Thấy không?
tôi né được chứ không thôi nó xuyên qua người tôi là đem bà nướng rồi, thấy không? Chọn đồ. Chọn đồ. Bà đá biểu. Bà đá để biểu. Anh quyết nó cho tôi. Bà đá để biểu mày. Tôi. Ông đi vô ông đánh nó cho tôi. Đi ra. Bà đá biểu. Ra biểu. Ra đây. Ra đây. Đi này chết với bà con ơi. Trời ơi. Tao nói thiệt nha. Mày thua ha. Dứt dắt rồi ha. Dứt dắt. Nằm xuống ai dắt hả? Nằm xuống. Nằm xuống. Văn nó có 3 điểm. Văn 3 điểm. Nghĩ sao mà học văn có 3 điểm rồi lớn lên làm sao mà viết thư rồi cua ghệ được hả? Hả? Toán 4 điểm. Toán 4 điểm. 4 điểm thì lớn lên làm sao biết biết ghi đề hả? Toán sử 3 điểm rưỡi. Lịch sử mà có 3 điểm rưỡi. Lỡ con đi ra đường ta hỏi con Võ Tắc Thiên là ai? Lưu Đức Hòa là ai? À. Thần Điêu Đại Hiệp là cái gì? À, rồi sao mình biết trả lời? Tô Long Dương quá ở đâu rồi sao mình biết? Ủa cái đó Hồng Kông chứ bộ. Ủa cái đó Hồng Kông. Phải không? Cái đó là bên Hồng Kông. Quên. Nhưng mà mày phải học lịch sử chứ. Khoan. Nãy giờ tôi đánh rồi, ông đánh nó sao tôi thấy nó cười không vậy ông? Đánh liên tục. Đây. Cười quá. Sao giống trống trường quá vậy bà? Ông ngu lắm. Hồi nhỏ ba ông đánh ông không biết lấy cái đồ như đít không hả? Trời sao không biết? Cái này là gen của tôi nè. Trời con khôn quá trời ơi, nó giống bà giỏi y chang à. Trộn gì chổng hả? Cái dĩa biết chắc là cái dĩa. À đó cái đồ cái dĩa. À bây giờ nè. Trời nó khóc rồi ông. Giờ mới đau nè. Giọt nước mắt rơi hay giọt sầu rơi rơi. Mày làm sao qua mặt được ngu ma dương và bà la soát các bạn. Hai người nhìn mặt ác đều hết luôn á. Ác đều, ác đều. Đọc tao quánh cái đó nghe. Ăn vụng trong giờ học. Trời ăn vụng trong giờ học. Mày ăn cái gì nữa? Mày bự gấp 3, gấp 4 lần ba rồi. Mày làm mày chuyện ăn nhục quá mày. Ờ, ăn vụng là con gái mà ăn vụng. Cho mày uống sữa mày bự hơn ba má rồi mà còn vô tới lớp mày còn ăn vụng nữa mày làm nhục tao như mày. Nào còn nữa nè. Giả chữ ký phụ huynh. Quá trời rồi, giả chữ ký của tao nữa. Chữ ký của tao là làm ra bạc tỷ, mày biết không? Không dám đâu, một ngày ba ghi đề lại mấy chục ngàn rồi, bị giả chữ này luôn. Trời ơi, không nói gì nữa. Còn cái này mới quan trọng nè. Gọi cô giáo là bà phù thủy. Quá đáng, quá đáng. Mày quá đáng. Đáng lắm, mày nghĩ sao? Cô giáo là một cái gì đó cao cả, cao thượng, mút ngàn ở trên trời. Đúng. Mà nghĩ làm sao mà mày nói là cô là phù thủy. Mày nghĩ sao mày hạ cô mày xuống cơ mày đâu có hơn thôi. Đó, đó. Đó. Phải chi mà mày nói má mày là phù thủy thì tao kiểu. Xin lỗi bà, xin lỗi bà. Hay bà làm giống, bà làm giống phù thủy thiệt. Không, mày con à con, cô giáo mà con nói như vậy sao được con hả? Quá là tôi một rồi. Nè. Ví dụ con có giận cô quá hay là con không có thích cô thì con cứ nói là kêu là cô cú, cô thỏ gì cũng được. Trời ơi. Còn nữa, nghĩ sao đi học mà nó nắm đầu bạn gái, nắm tóc bạn gái nó ghi là sao? Hết nói nổi là con trai gì đâu kỳ vậy con. Không có ga lăng, con gái người ta là thùy mị, là phái yếu, không có được nắm đầu mà gịch kỳ, biết chưa? Quá, minh họa vậy. Trời ơi. Nắm đầu con gái nè. À, đã vậy thôi bây giờ phê vô đây cái chữ quan trọng nhất là lưu ban 2 năm. Rồi. Nó không sao mà nó đi ăn mài luôn vậy bà. Đó lưu ban đó. Lưu là lưu lạc, ban là cái ban. Cái ban đi lưu lạc là đi ăn mài chứ còn trời gì nữa. Trời ơi, cái ban đi ăn mài không là đã rồi. Còn lưu lạc cái ban mà còn bị lưu lạc nữa mày có mày ngu. Đâu phải đâu. Sao không phải? Cái ban lưu lạc rồi nào. Lưu ban nghĩa là ở lại chứ bộ. Con trời. Ở lại đâu. Mày còn cãi nữa hả mày? Ba mày... nhớ lại đi. Năm nay con chín tuổi hơn lớp 4 đúng rồi bộ. Ở đó đâu có. Chín tuổi lớp 4. Mày đừng có cãi mày. Mày đừng có xạo xạo. Tổng kết cuối năm lưu ban 2 năm. Sổ liên lạc của trò Nguyễn Văn Tuân. Đó. Thấy không? Con là Nguyễn Văn Tuân chứ bộ. Vậy thằng Nguyễn Văn Tuân là thằng nào? Nguyễn Văn Tuân là ba đó. Ba ba người cha yêu dấu. Vậy là sổ liên lạc này là của cứ tuy á. Nguyễn Văn Tuân là tuy á. Nãy giờ tưởng thật của nó ai già cứ tuy. Ba nói học dở là phải đánh đòn hả? Vậy ba tự ba đánh ba đi. Có cần thiết không con? Cần sao không cần? Trời ông nghĩ sao mà ông đi học để về làm nhục không? Văn 3, toán 4, sử 3 điểm rưỡi, anh dụng trong giờ học, giả chữ ký phụ huynh, gọi cô giáo là phù thủy. Nắm tóc bạn gái, tất cả nãy giờ là số liên lạc của chồng tôi. Ôi, vậy để tôi tự xử. Anh ui da, ui da, ui da, ui da.